tổ chức. Số tiến. Những pha xoay sở như vậy có phần hơi mạo hiểm của Công Đền, bởi nếu đối phương đoạt được bóng và tổ chức phản công thì sẽ rất nguy hiểm. Trong bóng đá hiện đại thì cao thủ luôn tối ưu hóa từng đường truyền và từng nhịp bóng. Chính vì thế mà cao thủ cần phải hạn chế tối đa những tình huống xử lý bóng rườm rà. Chúng ta thấy cao thủ Thái Lan họ đá rất ít chạm. Và các bàn thắng của U22 Thái Lan tại SEA Games năm nay là những bàn tình huống mà họ thể hiện những pha phối hợp đập nhà rất hiện đại. Một cơ hội nữa. Cú đá của Leon James. Một chút tác động của Văn Trường cũng khiến cho Leon James không thể có được một tư thế dứt điểm thoải mái. Ngọc Thắng. Quý vị và các bạn đang theo dõi trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan trên kênh VTV5 của Đài truyền Việt Nam. Quý vị cũng có thể theo dõi trận đấu này trên ứng dụng VTV Go và kênh YouTube VTV Thể Thao. Vẫn là những pha xử lý khá nhiều chặn của cao thủ U22 Việt Nam. Vừa rồi có lẽ là pha đi bóng của Khuất Văn Khang. Một tình huống mà Khuất Văn Khang bị đau để biết có lỗi của các cầu thủ U22 Thái Lan hay không. Áp sát tốt. Khá hay, tay bóng của Alan. Alan vẫn đang là người chơi nổi bật nhất trên hàng công của U22 Thái Lan. Cho đến nay thì dấu ấn trong cách chơi của cầu thủ U22 Thái Lan phần lớn đến từ những nỗ lực cá nhân nhiều hơn.